Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Hello, xin chào anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong một tuần mới và chúng ta lại có cơ hội để gặp nhau trong một điểm hẹn quá quen thuộc vào mỗi thứ hai đầu tuần. Đây là podcast DeFi Discussion, nơi mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện, chia sẻ với nhau những thông tin cũng như là những cái góc nhìn xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Và nếu như mà anh em có theo dõi những cái động thái cũng như là những cái hoạt động gần đây của thị trường thì cũng thấy là nó có một cái tâm trạng chung là rất là ảm đạm. Thì mình nghĩ là trong cái bối cảnh mà thị trường nó đang gọi là không quá là ồn ào như thế này thì rất là thích hợp để chúng ta có thể dành thời gian đào sâu vào những cái khái niệm như là những cái từ khóa nó yêu cầu một cái độ cam kết sâu hơn, một cái sự kiên nhẫn hơn. Và hy vọng là cái chủ đề của tập tuần này thì nó sẽ phù hợp với cái không khí cũng như là phù hợp với cái tinh thần đó. Thì cái chủ đề tuần này mà mình muốn chia sẻ với anh em nó liên quan đến một cái khái niệm mà mình nghĩ là nó cũng khá là lạ lẫm với đa số anh em theo dõi các cái nội dung liên quan đến cái thị trường crypto. Thì cái khái niệm này nó có tên là stateless blockchain. Thì nếu như mà anh em lần đầu nghe đến cái từ khóa này thì cũng đừng quá là lo lắng, vì chúng ta sẽ dành một cái thời lượng đủ dài ở phần sau để giải thích chi tiết cụ thể cái khái niệm đó là gì và lý do tại sao mà chúng ta sẽ rất cần cái khái niệm này cũng như là cần cái cơ chế hoạt động này trong thời gian tới. Thì trước khi đi vào cái nội dung chính là cái khái niệm stateless blockchain thì chắc là cho mình điểm sơ qua một xíu về những cái cập nhật liên quan đến Ethereum trong chắc là vài tháng đổ lại đây. Thì nếu như mà anh em cũng theo dõi cái lộ trình mà Vitalik Buterin công bố về cái lộ trình phát triển của Ethereum thì cũng biết là chúng ta đã hoàn thành cái giai đoạn The Merge, tức là cái giai đoạn hợp nhất Bitcoin Chain với lại cái Chain Proof of Work để tiến hành triển khai cái mạng lưới theo cơ chế Proof of Stake. Song song đó thì có thể coi ở cái giai đoạn hiện tại chúng ta đang ở cái giai đoạn The Search. The Search có nghĩa là chúng ta đang thực hiện những cái nền tảng cho các cái cập nhật, ví dụ như là EIP 4844 hay là các cái nền tảng cho các cái giải pháp roll-up để xử lý cái vấn đề tốc độ giao dịch hiện tại của Ethereum. Thì đó là cái giai đoạn của chúng ta đang triển khai hiện tại, đó là cái giai đoạn The Search. Và cái nhân vật chính của chúng ta tuần này thì nó nằm đâu đó ở cái giai đoạn là The Verge cơ. Thì trong cái giai đoạn The Verge này chúng ta sẽ tiếp cận với những cái thay đổi rất là sâu dưới hạ tầng và nó sẽ giúp mạng lưới giảm thiểu những cái cồng kềnh không đáng có khi mà nó phát triển dần theo thời gian. Vậy thì chắc là chúng ta sẽ điểm qua những cái cập nhật đến cái giai đoạn The Verge này thôi, chứ chúng ta không đề cập sâu hơn về những cái giai đoạn sau của cái roadmap này. Thì trên Coi68 bọn mình cũng đã có một cái bài viết rất là chi tiết về các cái giai đoạn này, thì anh em có thể theo dõi sâu hơn những cái chi tiết của các cái giai đoạn cập nhật khác. Thì hiện tại chúng ta chỉ dừng ở The Verge thôi, vì The Verge nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái khái niệm stateless blockchain mà hôm nay chúng ta đã bàn đến. Vậy thì stateless blockchain là gì? Thì trước tiên chúng ta sẽ cần phải hiểu state nó là gì ha. Thì đối với một cái mạng lưới blockchain đi, thì state nó là một cái bản chụp dữ liệu của một cái trạng thái của cái blockchain đó, và nó sẽ lưu lại những cái thông tin ví dụ như là số dư này, rồi những cái thông tin về tài khoản của mỗi người này, rồi những cái nonce, tức là cái số thứ tự giao dịch, là để biết xem là cái ví đó nó thực hiện bao nhiêu giao dịch. Và những cái state này nó vô cùng quan trọng, bởi vì nó sẽ là cái dữ liệu để blockchain xác thực các cái giao dịch tiếp theo, nối tiếp vào trong tương lai. Thì cái state này nó vô cùng quan trọng. Và ở thời điểm hiện tại có thể coi Ethereum nó đang ở cái trạng thái gọi là stateful, tức là nó sẽ dựa vào những cái bản chụp, những cái dữ liệu từ state này để gọi là xác thực mạng lưới. Tuy nhiên cái cách tiếp cận này nó phát sinh một cái vấn đề, đó là cái dữ liệu mà các cái validator họ phải ghi nhận, họ phải lưu trữ thì nó sẽ tăng dần theo thời gian, và cái độ phức tạp nó sẽ tăng dần lên khi mà cái số lượng giao dịch nó tăng lên cũng như là cái dữ liệu về quá khứ thì nó dày lên. Thì đây nó sẽ là một cái rào cản và chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải với các cái validator, chúng ta chắc chắn sẽ đi đến cái giới hạn đó.
và nhà sáng lập của Ethereum là Vitalik Buterin, thì anh ấy cũng đã có những cái phân tích và cũng đã có những cái ước chừng liên quan đến cái vấn đề đó rồi. Cho nên là nhà sáng lập Vitalik Buterin thì cũng đã đề cập đến cái khái niệm stateless này trong những cái buổi họp gần đây, cũng như là những cái hội thảo gần đây. Thì chắc là anh em theo dõi Twitter và nếu mà có theo sát những cái cập nhật liên quan đến Vitalik thì cũng có đôi lần nghe qua cái từ khóa này rồi ha. Và vì là những cái validator này họ sẽ gặp giới hạn về mặt dữ liệu, cho nên là mạng lưới sẽ cần phải có một cái cách tiếp cận, đó là làm sao để giảm thiểu những cái áp lực liên quan đến những cái state này, những cái bản chụp về blockchain này, thì nó mới đẻ ra một cái khái niệm đó là stateless blockchain. Thì đi một chặng đường dài thì cuối cùng chúng ta đã có thể phần nào hiểu được cái lý do tại sao mà chúng ta cần cái khái niệm stateless này. Nhiều anh em thì có thể sẽ hiểu nhầm là cái stateless này có nghĩa là mình không có lưu trữ bất cứ cái dữ liệu gì liên quan đến các cái giao dịch trong quá khứ, thì cái này là chưa đúng. Cái stateless này hiểu ở đây á, có thể coi là mình giảm nhẹ cái áp lực về lưu trữ state cho các cái validator, để làm sao để hạ được cái chi phí phần cứng, để giúp cho các cái validator họ có thể dễ dàng mở rộng cái mạng lưới ra hơn, và có thể sẽ có nhiều đơn vị họ triển khai cái validator hơn. Thì đó là cái hiểu gọi là sát nhất với cái khái niệm stateless này, chứ không có nghĩa là các cái validator bây giờ họ sẽ không lưu trữ state nữa. Thì đó là một vài cái ghi chú đính kèm liên quan đến khái niệm stateless. Vậy thì cái stateless này nó sẽ vận hành như thế nào? Thì chúng ta biết là vào cái thời điểm hiện tại, khi mà mạng lưới vận hành và các cái ví, các cái địa chỉ cá nhân họ muốn thực hiện giao dịch, thì họ sẽ chỉ cần gọi là gửi cái giao dịch đó đến validator thôi. Và phần lớn những cái dữ liệu về cái state của họ ha, là tức là những cái thông tin của cái ví đó, thì nó đã được lưu toàn bộ trên những cái cơ sở dữ liệu chung của toàn mạng lưới, và cái vai trò đó sẽ được xử lý bởi validator. Tuy nhiên với cái stateless này thì cái áp lực nó sẽ được san sẻ một phần sang cho những cái ví địa chỉ cá nhân. Chúng ta sẽ phải làm quen với một cái khái niệm nữa, một cái khái niệm rất là mới, nó tên là witness. Thì witness này hiểu nôm na là cái bằng chứng của mỗi cái ví cá nhân cho thấy rằng là họ đã thực hiện những cái hoạt động như thế nào trong quá khứ. Và những cái bằng chứng này, những cái witness này, nó sẽ được gửi sang cho validator khi mà cái người dùng họ thực hiện cái giao dịch đó. Thì thay vì là cái validator họ sẽ phải download và lưu trữ tất cả những cái dữ liệu liên quan đến state của toàn bộ mạng lưới, thì bây giờ cái áp lực đó nó sẽ được san sẻ bớt sang những cái ví cá nhân. Và những cái ví cá nhân này bây giờ họ chỉ cần phải gửi những cái bằng chứng đó thôi, những cái witness cá nhân như vậy thôi. Thì như vậy nó sẽ giảm thiểu những cái áp lực về lưu trữ rất là lớn cho validator. Đó là cái thay đổi đầu tiên với cách tiếp cận stateless này. Cái thay đổi thứ hai mà chúng ta cũng sẽ phải làm quen trong thời gian tới, và một cái khái niệm nó cũng rất là khó hiểu, đó là Virtual Tree. Thì Virtual Tree này nó sẽ là một cái mô hình cây mới và một cái cách để lưu trữ dữ liệu mới. Nó sẽ thay thế cho cái mô hình Merkle hiện tại của Ethereum. Thì mình sẽ không đi sâu về cái sự khác nhau cũng như là cái cách mà những cái cây như vậy này nó lưu trữ những cái mã hash như thế nào, nhưng mà sẽ có một vài cái gạch đầu dòng về cái sự khác nhau như thế này để anh em biết là tại sao chúng ta sẽ cần phải dịch chuyển cái mô hình từ Merkle sang Virtual ha. Thì Merkle hiện tại nó sẽ phải tạo những cái mã hash phụ thuộc vào những cái nhánh cùng cấp với nó và những cái nhánh mà ở cấp trên với nó. Và cái việc mà phụ thuộc quá nhiều như vậy nó sẽ tạo ra cái sự phức tạp khi mà các cái đơn vị họ muốn truy hồi cái mã hash về cái nguồn gốc. Trong khi Virtual Tree thì nó sẽ giảm thiểu được cái sự cồng kềnh đó, và nó sẽ giảm thiểu được những cái tầng khác nhau trong cái cây nhị phân. Thì đây là một cái vấn đề mà mình nghĩ là sẽ khá chuyên sâu đến cái câu chuyện là cấu trúc dữ liệu, và mình thì mình nghĩ là sẽ không phù hợp nếu như mà đi sâu, quá sâu vào cái khái niệm này. Thì anh em nào có quan tâm về cái sự khác nhau này thì có thể search thêm về cái từ khóa Virtual và Merkle ha. Rồi, vậy thì chúng ta đã
đi qua được cái khái niệm stateless là gì, cách hoạt động của nó. Thì nhiều anh em cũng thắc mắc là tại sao chúng ta phải quan tâm đến cái stateless này. Thì cái tác động đầu tiên mà cái stateless này nó tạo ra, như mình có đề cập trong cái phần lý giải hồi nãy, đó là nó sẽ giảm thiểu những cái áp lực lên các cái validator, và từ đó nó sẽ giảm cái rào cản để vận hành một cái validator. Nó sẽ giảm chi phí phần cứng và nó sẽ giúp cho mạng lưới có thể mở rộng nhiều hơn trong tương lai. Cái vấn đề thứ hai mà cái stateless này nó giải quyết, nó là một cái điểm nghẽn mà chúng ta nói khá là nhiều trong giai đoạn từ 2019 đến 2021, đó là cái sự thống trị của Infura, hay là cái đơn vị mà phát triển cái cổng nối RPC Node. Thì với những cái tài liệu mà mình đọc được, thì trong tương lai khi mà những cái áp lực về lưu trữ nó giảm xuống, thì kể cả một cái thiết bị như là smartphone bình thường của chúng ta thì vẫn có thể vận hành một cái node, và chúng ta cũng có thể tự vận hành một cái RPC, một cái cổng nối RPC, thay vì chúng ta phụ thuộc vào một cái bên thứ ba cung cấp cái dịch vụ RPC đó như là Infura. Thì hiện tại chúng ta nói là blockchain nó sẽ có một cái mạng lưới phi tập trung đa dạng các cái validator, đúng không? Nhưng mà phần lớn thì cái cổng kết nối, cái cổng RPC để trước khi chúng ta bước vào cái không gian của Web3 đó, tức là chúng ta bước từ cái không gian của Web2 sang cái không gian của Web3, thì chúng ta phải bước qua cái cổng của RPC đó, RPC node. Thì trong tương lai, nếu như mà cái stateless này nó được triển khai, thì có thể người dùng sẽ giảm thiểu được những cái vấn đề mà phải phụ thuộc vào bên thứ ba như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nói đến một cái vấn đề, đó là liệu cái stateless này nó có được triển khai một cách thuận lợi hay không, và những cái rào cản hiện tại của nó là gì. Thì chắc là anh em nếu mà theo dõi những cái bài blog khá là dài của A16Z, đây là một cái đơn vị mà có thể gọi là đi đầu của thị trường, và họ cũng có rất là nhiều những cái bài phân tích rất là chuyên sâu về cái hạ tầng cũng như là cái tổng quan chung của thị trường. Thì có một cái bài blog gần đây của A16Z thì họ cũng nêu ra một vài cái gọi là cái sự không khả thi trong cái cách tiếp cận stateless này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ phải nói đến, đó là cái áp lực bây giờ nó sẽ được chuyển từ validator sang người dùng. Đó, thì bây giờ người dùng sẽ phải là những người mà lưu trữ cái witness, theo dõi cái witness, sau đó mới gửi những cái bằng chứng witness này cho validator. Và cái câu chuyện là cái witness này nó sẽ thay đổi theo thời gian, kể cả khi người dùng không có active, tức là người dùng không hoạt động, không có thực hiện giao dịch, thì cái witness này nó cũng sẽ thay đổi. Nó khác rất nhiều so với cái private key. Cái private key để chúng ta thực hiện những cái giao dịch đó, thì nó sẽ luôn cố định. Nhưng cái witness này, cái bằng chứng này, thì nó sẽ phụ thuộc rất là nhiều vào cái hệ thống dữ liệu chung của toàn mạng lưới, toàn hệ thống. Cho nên là nó sẽ thay đổi liên tục. Kể cả khi user đó không thực hiện bất cứ giao dịch gì mới, thì họ cũng sẽ phải theo dõi những cái sự thay đổi của witness như vậy. Thì đây là cái hạn chế đầu tiên khi mà nó chuyển cái sự rắc rối sang cho người dùng, thì nó sẽ tăng áp lực đối với những cái người mà sử dụng sản phẩm trong cái hệ sinh thái blockchain. Thay vì là hồi xưa thì cái áp lực về lưu trữ nó sẽ chỉ cố định ở cái phía của validator thôi. Cái yếu tố thứ hai mà A16Z họ cũng có chỉ ra trong cái bài blog của mình, đó là cái câu chuyện về data availability. Thì đây là một trong những cái rào cản hiện tại đối với khá là nhiều các cái layer 2, cụ thể là các cái rollup. Chúng ta biết là khi mà chuyển tải những cái dữ liệu về giao dịch từ layer 2 về layer 1, thì cái lớp data availability thì nó rất là quan trọng, và nó hiện tại nó vẫn đang là một cái khó khăn, một cái vấn đề rất là lớn. Kể cả những cái các cái hệ sinh thái và họ có những cái hạ tầng kỹ thuật lớn như là rollup, và khi mà chúng ta dịch chuyển sang cái stateless á, thì bản thân người dùng họ cũng sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề liên quan đến data availability như thế này. Tức là nếu mà họ muốn cung cấp được cái witness cho validator, thì họ cũng phải phụ thuộc vào những cái dữ liệu trong quá khứ để làm sao để generate, tạo ra được những cái bằng chứng về cái dữ liệu trong quá khứ của mình trước khi họ gửi lên cho validator. Thì đây cũng là một cái rào cản nữa, đó là cái rào cản về cái sự khả dụng của data, tức là cái lượng data cần có để cho người dùng họ có thể tạo ra một cái witness trước khi họ gửi lên cho validator là như vậy. Cái điểm khó khăn cuối cùng như mình có đề cập hồi nãy, đó là cái cấu trúc Merkle nó sẽ phải chuyển đổi sang cái cấu trúc Merkle tree.
Thì đây là một cái vấn đề nó khá là kỹ thuật, và chắc là nếu mà có điều kiện thì chắc là bọn mình sẽ có một cái bài viết sâu hơn về cái câu chuyện này để anh em có thể theo dõi trong thời gian sắp tới. Rồi, vậy thì chúng ta đang ở đâu so với cái lộ trình stateless như vậy? Vì chúng ta thấy là cái stateless blockchain này nó cũng rất là tương lai, và nó cũng mang lại rất là nhiều ứng dụng, và nó cũng có giải quyết những cái vấn đề mà có thể coi là rất là then chốt của Ethereum ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà chúng ta có còn xa cái bối cảnh đó hay không thì chúng ta sẽ phải back lại với lại cái roadmap mà ngay từ đầu mình đã chia sẻ ở trong cái podcast này ha. Thì chúng ta biết là hiện tại chúng ta đang ở cái giai đoạn the search, thì những cái cập nhật liên quan đến nền tảng ví dụ như là EIP 1844 hay là các cái roll up thì nó đang trong cái giai đoạn the search này. Thì chúng ta sẽ phải xong cái the search, mọi thứ cái hạ tầng nó ok hết thì the verge nó mới được triển khai. Và trong cái the verge này nó sẽ có cái thay đổi liên quan đến vertical tree như mình nói hồi nãy, một cái cấu trúc dữ liệu mới, và nó sẽ hỗ trợ cho mạng lưới lưu trữ dữ liệu một cách tối ưu hơn. Nó sẽ hỗ trợ cái quá trình truyền tải dữ liệu giữa các cái bên tham gia trong mạng lưới nó được hiệu quả hơn. Thì tất cả những cái thay đổi này nó sẽ có ở trong cái giai đoạn the verge, và chúng ta sẽ phải chờ đợi sau khi mạng lưới nó thực hiện xong cái the search ha. Một cái đính kèm nữa trong cái giai đoạn the verge này thì nó không liên quan lắm đến cái câu chuyện stateless blockchain của chúng ta tuần này, nhưng mà nó cũng là một cái thông tin mà mình nghĩ là các anh em nào tham gia thử nghiệm các cái sản phẩm layer 2 thì cũng chắc là cũng sẽ quan tâm. Đó là cái giai đoạn the verge này cũng là cái giai đoạn mà các cái ZK proof nó sẽ được hỗ trợ tối ưu hơn. Thì có thể đây là cái lý do vì sao mà các cái ZK rollup ở thời điểm hiện tại họ vẫn đang chờ đợi những cái xây dựng ở dưới hạ tầng của Ethereum như vậy, chứ họ không quá là gọi là nôn nóng để đẩy mạnh cái tốc độ phát triển các cái giải pháp ZK rollup ở thời điểm hiện tại. Thì có thể là họ đang chờ đợi những cái thay đổi ở trong cái giai đoạn the verge này. Thì đó là một cái thông tin thêm cho anh em liên quan đến một cái cột mốc cũng khá là quan trọng trong cái roadmap của Ethereum trong thời gian tới. Và mình nghĩ là nghe đến đây thì có thể nhiều anh em cũng đã hơi mệt mỏi một xíu với rất là nhiều những cái khái niệm kỹ thuật. Tuy nhiên là hy vọng là đâu đó anh em sẽ vẫn có thể cảm thấy có một cái gợi mở gì đó, một cái hứng thú gì đó với những cái từ khóa cũng như là những cái cập nhật liên quan đến hạ tầng của Ethereum. Và chúng ta sẽ có thể tìm đâu đó những cái điểm sáng, những cái kỳ vọng về cái tính ứng dụng xa hơn trong tương lai của cái công nghệ blockchain này, để chúng ta có thể dễ dàng vượt qua một cái giai đoạn mà nó khá là nhàm chán như ở thời điểm hiện tại. Thì mình nghĩ là cái giai đoạn này mà tìm hiểu, dành thời gian để tìm hiểu những cái khái niệm mới này cũng khá là hay. Thì hy vọng là cái nội dung trên đây đâu đó nó sẽ mang lại cho anh em những cái giá trị thú vị. Và cảm ơn anh em một lần nữa đã dành thời gian cho DeFi Discussion tuần này. Hy vọng là chúng ta sẽ còn có cơ hội để gặp lại nhau trong những tuần tiếp theo với những câu chuyện thú vị và những góc nhìn đa chiều xoay quanh thị trường DeFi ha. Rồi, thì cảm ơn anh em một lần nữa, và ok, bye bye anh em.